Bon ơi, từ ngày mà về mới rất hai con chuột này mà bỏ quê bê, hai đứa mình không quan tâm chăm sóc cho Bon và nước gì hết trơn á. Đúng rồi, trời chỉ còn có hai đứa mình yêu nhau thôi. Bon coi bà kìa. Thấy chưa, từ ngày ở nước hai con Winter qua về, ngày nào cũng ôm hai con chuột hết trơn, không có màng tới chuyện mà quay clip cho mọi người xem nữa. Bây giờ tôi phải đi lại tôi hỏi bà cho gà đẻ mới được. Bà gì? Trời ơi, suốt ngày bà làm gì mà cứ ôm hai con chuột hoài vậy? À, tại cô te mà, anh em mới nước về phải nuôi chứ. Tại cô te cái gì rồi bây giờ bà coi tôi là cái gì bà nói đi. À thì coi anh là chồng. Trời ơi, chồng thì bà phải chăm sóc cho tôi mỗi ngày chứ, tại sao bà cứ lo cho hai con chuột không vậy? À cũng đúng ha. Ủa nhưng mà từ anh rước em về anh phải lo cho em chứ, mắc gì anh đem lo cho anh. À quên lộn. Ủa nhưng mà chuột em rước về thì em mới lo cho chuột. Ê, nhưng mà tôi thấy sai nha. Hai con này bà mới rước về sao bà cho nó ở chung vậy? Ủa chứ sao? Sao được? Ủa phải có luật hôn nhân gia đình chứ. Tụi nó phải có hôn thú mới ở với nhau được chứ đâu có ở chung vậy sống tử hả? Ok la luôn, vậy thì mình phải làm hôn thú cho mấy bả đi anh ơi. Ừ, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một cái đám cưới chuột cho nó hoành tráng lệ. Cái gì, đám cưới chuột? Ừ đúng rồi đó. Khách mời của chúng ta hôm nay đó chính là vợ chồng của Gino. Wow. Mọi người hãy giới thiệu một chút tên tuổi đi ạ. À. Chào mọi người nha, mình tên là Huỳnh My Siêu Cô Te. Wow, Huỳnh My Siêu Cô Te, còn bên đây là Gino gì nè? Dạ Gino. Gino súng răng. Rồi, tới công chuyện. Sao răng nó giống chuột quá vậy? Thầy bãi nó giờ đám cưới chuột được chứ. À đúng rồi. Ê nhưng mà đám cưới bây giờ khách mời thì đã có rồi. Đúng bây rồi. Giờ mình chuẩn bị tới cái phần mà bữa tiệc đi. Ai muốn mời thêm vị khách nữa? Ai? Kìa. Ê, đi đám cưới em bạn ơi. Không đi anh ơi. Không đi thì chỉ có cái kết là như vậy thôi. Trời đất ơi bà Dê ơi, hôm nay hả bà tổ chức đám cưới như vậy á, bà phải làm cho thật là linh đình và hoành tráng nghe chưa? Đúng rồi mà. Đúng rồi. Ủa bà Dê bên đây hả? Tưởng bà Dê đây chứ. Ủa bà sao đi đám cưới vậy, mặt buồn vậy má? Cười lên đây. Biết sao mọi người, tại vì người khác cưới rồi mà Mon chưa được cưới nên Mon buồn. Tính ra vậy là Mon chưa có người yêu nên Mon mới buồn như vậy nè. Cười không hề dễ chịu. Thôi bây giờ ngồi đó coi đi nghe. Không rồi, chắc là các bạn hả là nóng lòng muốn gặp lại hai bé chuột của bà V lắm phải không? Yeah. Đúng rồi, hai bé đang ngủ chung với nhau là ủa. Nhưng mà mình phải đặt tên đúng rồi. Đặt tên đó mọi người. Ờ, đặt tên bây giờ My em muốn đặt có ý kiến gì không? Ý kiến sương sương đây, bây giờ chị sẽ lấy hai bé ra cho em coi nha. Trời thôi để trong đó đi, chưa quay thì lấy ra rồi. Ôi, mẹ lấy ra để cho nhìn màu lông này nọ mình mới dễ đặt tên chứ. Đây, bây giờ bà V sẽ đỡ hai bả ghe cho mọi người. Đó, trời ơi, thấy cưng chưa mọi người? Ủa, là ghe đâu rồi? Rồi. Trời ơi, công nhận hai cái bà chuột này hiền ghê luôn á. Đúng rồi, hiền khô mọi người, còn cô te nữa. Cái bà này là đực. Còn bà này là cái nha. À, trời ơi, đúng là con cái da trắng đẹp thiệt. Đúng rồi, đây là một bé kiểu dạng như sóc chuột vậy mọi người. Nhìn rất là cutelo, quá là xịn sò nồi canh. Mà không biết là nên đặt tên gì vậy anh? Thì sóc chuột đặt tên là sóc. Sóc gì? Sóc gì? Sóc gì? Sóc bay, sóc spy. Spy rồi, ok la liền luôn. Vậy thì bà Dê quyết định là sẽ đặt bé này là sóc. Thôi thì là ai mẹ? Đặt tên là sóc spy đi. Sóc spy là gì? Là bái spy. Bái spy là gì? Nói tiếng Thái. Rồi, gì đặt tên sóc đúng không? Bà kia tên chanh. À vậy là tại vì cái màu lông của bà giống như trái chanh vậy mọi người. Vậy là một bà tên sóc, một bà tên chanh, vậy là tụi nó đã có tên rồi. Sóc bà chanh cho mọi người, là dễ thương luôn. Đó, bây giờ hai bé này mình phải làm đám cưới. Hôm nay tôi sẽ làm chủ hôn cho hai bạn này. Đó. Đây là bạn bên dàn trai tên là sóc. Đó, chị V sẽ đại diện cho nhà trai. Bên đây tên là chanh, tụi em sẽ đại diện đàn gái. Rồi, ok. Bây giờ anh Đức sẽ hỏi hai bé hunter có đồng ý lấy nhau không nha. Rồi, Sóc ơi, con có đồng ý lấy bé chanh làm vợ hay không? Rồi, bây giờ mình hạ xuống coi. Đó, nếu như hai bé mà chạy lại là đồng ý nè. Có đồng ý không? Rồi, mẹ này mẹ chảnh rồi. Chảnh rồi, chảnh rồi. Trời ơi, đi con trai mình phải chảnh. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Trời ơi, đúng rồi. Cái gì vậy? Giờ này tắm rửa gội đầu gì vậy má? Trời ơi, giờ này đang làm đám cưới mà ba làm cái gì kỳ cục quá vậy? Rồi, hôn ra đi. Mình lướt qua. Ok, như vậy là đã lướt qua rồi. Rồi rồi, bây giờ tiếp. Câu hỏi thứ hai. Đúng rồi, con có bị ép buộc để cưới cô này hay không? Rồi. Hả ra? Con ép buộc con. Rồi, thôi chết rồi. Ép buộc thiệt. Vậy là con bị ép buộc rồi, con nhìn đi vô cái. Nè, con bị ép buộc, con ị buộc rồi. Trời ơi, vậy là con này bị ép buộc rồi, tội nghiệp quá. Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo, hai đứa con có đồng ý ở với nhau suốt đời hay không? Dạ, bây giờ mình hả? Dạ có, con đồng ý. Chùa thua. À, vậy đi cho lẹ. Trời ơi, người ta ở bên đây là cơm chó, còn ở đây là cơm chuột. Cơm chuột đó mọi người. Rồi rồi rồi, bây giờ sau khi mà hôn lễ hoàn thành thì bây giờ hai đứa con sẽ tới giai đoạn chụp hình cưới. Ủa, chụp hình cưới nha. Có sao không? Chụp sao?
vừa mới chụp hình xong là cái là tự nhiên hai bà không có dính vào nhau nữa, tất cả rồi kìa. Trời ơi, ta chụp xong ta mệt rồi, ta có không gian riêng chứ trời. Trời ơi, chùa cưới là muốn có không gian riêng kỳ cục quá. Ê, bây giờ hả, lấy đồ ăn ra cho mấy bà ăn đi, ăn tiệc đi, chụp hình xong rồi. Tới tiệc, tới tiệc. À, chị Vê đang chuẩn bị một bàn tiệc hôm nay là gồm có... Thôi, hôm nay mình tiệc tùng cho ăn hải sản đi bà. Ăn hải sản hả, còn ăn miếng trái cây đi xem. À, ăn tráng miệng trước, cái này là món chính. Tráng miệng nè. Ủa, tự nhiên ăn tráng miệng trước. Cái gì? Thường đám cưới á, là cô em chú rể đâu ăn đâu, khách ăn mà. Ờ, khách ăn mà. À, chị Vê ăn đi. À, ăn đi há miệng ra. Đó là đồ tham ăn mà, cái đó là đám cưới rồi. Thì cho chú rể cô dâu không được ăn, còn cái này là đám cưới chuột mà, ăn thoải mái. Đúng rồi, bây giờ rồi, ăn đi. Xương đồ cho mấy bạn ăn cho chị em đó. Thôi mà kia ăn đi, không ăn một lát nữa hả, con chanh ăn hết của mày đó. Trời đất ơi là trời rồi, thêm mấy trái cây xương xương đó vậy mấy bạn. Trời ơi, chuột mà ăn trái cây ngon thì có chuối nè, còn nho nè. Ủa, còn cái màu đỏ này là cái gì vậy ta? Cái đó là trái dưa hấu. Ở đi đâu vậy? Ê, mai mốt hai bà này cưới nhau xong về ở chung một mái nhà thì trước sau giờ hai bà cũng đẻ nữa chứ coi. Trời ơi, lúc đó là đẻ nguyên một bài mà đủ màu sắc chi mén rồi. Lúc đó là mọi người nhớ là coi clip bà Dê và ở thành viên kia nè. Ủa, nhưng mà đặc biệt có nghe chuột của bà Dê đẻ nhiều á, bà Dê sẽ tặng chuột cho các bạn. Yeah. Đẻ rồi. Đúng rồi, chứ nhiều quá sao bà nuôi nổi, mà phải tặng bớt đi chứ. Ok la luôn, mọi người nhớ hóng đến cái lúc mà mấy bà đẻ nha. Rồi đây là cô Teo mọi người, hình như là giờ mới chụp hình cưới xong mệt quá không em, muốn ăn. Em biết này vì gì rồi. Chua chua nghĩ chắc dâu quá. Ủa? Em ăn luôn hả? Rồi xong, bây giờ lại tới tiếp một rất là hấp dẫn luôn, đó chính là tặng quà cưới cho đôi vợ chồng chuột. Đúng rồi, chồng mới mình phải tặng quà cưới. À, rồi Gino hôm nay em tặng quà gì nè? Em đại diện Suya Bển. Suya Bển. Em sẽ tặng cho nó yến mạch Malaysia. Ôi, dữ quá thiệt. Với lại cá ngừ hấp bia. Cá sợi. Chuột đâu có uống bia đâu má, nghe nó uống bia nó chối ở đây nè. Nhỏ bia sợ chạy. Nhỏ xỉn rồi. Rồi bây giờ tới quà của bé My nè. Rồi em sẽ bonus thêm cho nhà bên em. Nhà bên em. Nhà bên em. Đó là một bịch phô mai Pháp. Ôi ôi, sướng hôm nay rồi. Nè hủi đi em. Trời ơi. Rồi tụt xuống luôn rồi. Đàn trai ơi, đàn trai ơi, bước xuống rồi đàn trai. Trời ơi, bà đi kiếm chồng mát kìa. Còn tôi hôm nay sẽ gửi tặng cho mấy em này một bịch. Bịch gì? Trứng Phụng Hoàng trên núi Côn Luân. Nói gì trời. À. Thứ nhất đó là kỷ tử siêu hiếm luôn. Ủa, cái này là thuốc bắc mà, nó có bệnh đâu cho nó ăn kỷ tử. Không, cái này là gọi là cái gì vậy? Cái gì vậy? Chuột nhảy hip hop. À, vừa mới nghe tới kỷ tử là thấy là bồi bổ sức khỏe, bởi là phải nhảy dữ luôn á chị em. Rồi, bịch này siêu to khổng lồ, đó là trái cây sấy rất là heo thị luôn nha mọi người. Trời ơi, bây giờ đồ ăn dẹp qua đi, bây giờ Gino em lấy mỗi thứ ít ra cho ăn đi nè. My lấy ra đi, gió cho khách ăn rồi ăn đi. Khoan, bà còn một món quà đặc biệt đâu. À quên, mình tặng đồ ăn rồi, mình phải tặng nhà nữa chị em đó. Trời ơi, sáng gì hôm nay chị Vê tặng nhà cho chuột luôn. Đúng rồi, mình nói là mình sẽ sắp xếp cái ngôi nhà này siêu cute cho mấy bà ở. Trời ơi, xuống quá vậy, vừa mới cưới nhau về, vừa có đồ ăn, vừa có nhà mới ở nữa. Đã, bây giờ trong thời gian chờ đợi chị Vê nghiên cứu ngôi nhà cho mấy bé thì bà này phải tranh thủ bà ăn nè. Ông này không lo ăn đi, cứ lo đi chơi vòng vòng hoài vậy. Như nào muốn đám cưới hay gì anh, nó cứ đòi chạy về hoài à. Thì hồi nãy ban đầu là nó bị ép buộc mà. Vậy là anh ép hả? Nhưng mà bây giờ đám cưới xong rồi, bây giờ nó cũng muốn đi cũng không được nữa. Tại vì nó là giống như là chim vào lòng cá cắn câu rồi. Rồi bây giờ bắt đầu thì mình sẽ ráp nhà cho mấy bạn nha chị em ơi nè. Biết ráp không ơi, tôi thấy là phải phức tạp lắm rồi đó nghe. Đúng rồi, hơi phức tạp xíu mọi người. Ủa đầu tiên không biết làm gì nè. Cái này là chắc là cái tường nhà chứ gì. Cái tường nhà đúng không? Còn này là cái mái nhà rồi mọi người. Mái sơ sơ nhà đó nha. Đầu tiên là mình sẽ gắn vô đây thử đi coi ổn không. Chắc là ổn không à. Thấy nó cũng hợp lý nha. Rồi tiếp theo là cái gì đây? Cái này là cái đây. Gắn vô đây là cái gì sao phức tạp quá vậy? Mình làm cái rái trước rồi sao mình biết được gắn cái này vô. Ngửa rồi kìa, xoay lại. Trời ơi, rất là căng thẳng luôn cho chị em đó. À, hay quá. Tiếp theo thì bà Dê sẽ ráp cầu tuột cho nó. Không chứ, gắn cái máy này vô nữa, tại này nó có cái cục này nè. À. Ủa mà nãy giờ chùa em đâu rồi? Ai biết. Cái gì vậy? Trời đất ơi, hai bạn này chưa đám cưới xong mà đã dám vô động phòng rồi. Tôi đang động phòng kìa. Ơi, trời ơi, chỗ mày thấy. Đâu đâu, để coi động phòng như thế nào. Chuẩn bị nè. Ôi, em
bị phát hiện rồi nghe hai bà. Trời ơi trời đó, kệ đi, dù gì cũng đám cưới rồi nên cho ở chung đó. Rồi bây giờ để coi có nhà chuẩn bị qua nhà mới ở nè. Rồi bây giờ mình phải tiếp tục mình ráp rồi các chị em ơi. À, đây được không, được không? Giờ mình sẽ ráp theo vô cái khớp vậy nè. Đó nè, nhà màu xanh dương luôn mới chịu nghe. Trời, màu xanh mà dễ thích đó chị em. Ông này ông còn nữa, ông nóng hơn tôi nữa. Ủa cái này là gì trời? Trời ý, hai cái này để mình làm cầu tụ nè mọi người, để mình có thể là mình cài vô như thế này đó. Trời ơi bà kia, ông này mới đi chút xíu, bà kia ra đi, ra đi kiếm nữa kìa. Trời tất nhiên chồng mình đi kiếm chứ trời. Thôi đi vô trong này đi. Thôi, ok lên liền đi luôn. Tiếp theo thì mình sẽ, ủa cái này là gì? Ồ, gắn vào đây quá mọi người. Được rồi, cái chân nè. Rồi bây giờ mình sẽ xoay lại như vậy, mình gắn vô. Cái này là cái đồ mới á nên nó hơi khó gắn vô cái gỗ á chị em. Cuối cùng đó là để cái cầu tượng lên để cho mấy bạn leo lên cho mọi người. Ôi ôi, nhà đẹp quá trời luôn, cái nhà này thấy y chang trong game Play to Game đời vậy đó. Quá xịn sò luôn, bây giờ là mình tới cái chuyên mục thả mấy bạn ra. Bàn giao nhà. Bàn giao nhà mới đó. Trời ơi, đi ra đi bà ơi. Ơi mọi người, leo lên luôn em ơi. Ôi trời ơi, trời ơi, vô nhà luôn. Kiếm chồng đi, kiếm chồng đi. Vô luôn. Chờ lên, bây giờ đôi Tân Lan sẽ chuẩn bị động phòng đó, chú để vô đi. À. Vô phòng liền luôn em ơi. Đi lên luôn. Ủa nhưng mà chú để lỗ quá, cho vô phòng dưới đi. Không sao rồi, cái này là có tầng. Ở trên có phòng mà anh trai. Ủa gì hả? Có phòng mà nè. Ồ, hay quá. Trời ơi, cưu tiêu quá. Vậy thì từ giờ trở đi hai đứa này được chính thức hợp pháp ở chung với nhau rồi. Ok la liền luôn. Chúng ta chuẩn bị đốt thêm một bài chục con Winter. Yeah. Ủa, cái đâu chui ra đó vậy? Ôi, cho nhảy ra luôn. Trời mới bị lớn gái đứa nhảy coi giống như con. Trời ơi, té. Ái, ai, ai. Vậy thì hôm nay bà Dê cũng đã hoàn thành xong cái đám cưới của mấy bạn rồi. Nếu mà mọi người có thích cái clip này của bà Dê và bé Chanh và bé Sóc thì có thể là tặng liền cho bà Dê một cái nút đăng ký hồi đó nha. Còn bây giờ thì bye bye tất cả mọi người luôn nha. Và hẹn mọi người clip tiếp theo nè. Yeah.